Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên tâm. Nhưng mà bây giờ nó nhạt dần bây giờ nó hết. Tức là cái đồi mồi. Mà mới có 5 hôm. Vâng. Trường có 5 lần. Mới có 5 lần à? Trường đã được có 5 ngày. Và tôi thấy là trước kia là tôi nói thử với thầy là tôi ngủ cũng khó khăn lắm. Thế từ mà lúc dậy thấy người rất là... Từ khi trường đã giờ là bắt đầu cũng trường đã mấy ngày hôm nay thấy ngủ rất là dài luôn. Lúc dậy nó tỉnh táo, nó không khó khăn. Tai hôm mới giờ thấy nó cứ cứ vâng, hôm trước nó đen. Nó sần hôm bữa cái ngày đầu tiên nó thấy sần sần. Bà chỉ khó ấy. Tại vì bữa đó tôi bóp qua cho ông đó. Ừ, thế bây giờ bà thấy nó khác chưa? À, bữa nay là khác nhiều lắm. Hôm đó cái tai ông sần sần lắm, tại vì mình bóp. Thế mà hôm nay nhất là cái tai bên này nó hết sạch chưa? Mình đó nó trắng hết rồi. Nhanh thế. Công nhận đã dùng tiền nó kia mà cái da nó làm cho chống lại quá. Dạ. Thì đó thôi mấy ngày nay chừng gan thấy ngủ. Nhưng mà tôi xin hỏi thầy. Ủa hồi nào cũng hay để. Thập trì đạo hay thập trì liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.